Bài này thì lấy ý tưởng từ bộ phim Cướp Biển Vùng Caribe, cũng là một bài thi năm móng luôn. Móng đầu tiên thì vẽ chân dung của thuyền trưởng Jack Sparrow và những nhân vật trong phim. Ngón thứ hai thì em vẽ chi tiết về trang phục của cướp biển và những nhân vật khác. Ở cái bài năm móng này nó khác những cái bài trước là cái móng nó nhọn, nó dài, đâm nó đau lắm. Cái khó khi vẽ trên móng là phối ghép hình ảnh làm sao cho nó phù hợp, nó có độ hài hòa với nhau, từng chi tiết phải liên kết lại với nhau và thể hiện được đúng chủ đề của nó. Nhưng mà cái bài thi lần này của anh á thì anh vẽ lạc đề, cho nên chỉ có giải tư thôi, rất là buồn luôn. Thì bài thi này anh tham gia cuộc thi tại Malaysia vào năm 2018 mà do phạm quy cho nên bài này không được điểm cao, tại vì người ta không cho vẽ nhân vật nổi tiếng, chứ cái bài giải nhất nó xấu lắm. Giỡn thôi, chứ để gắn lên móng cho mọi người xem ha. Đi xem phim cướp biển mà gắn bộ móng này lên tay là hết bài luôn.